Nàng tên Châu Pha, người sơn nữ bông hoa núi rừng. Đẹp xinh đơn sơ, hồn trong trắng hay thường ước mơ. Gọi tên nàng tên Châu Pha. Gọi tên nàng tên Châu Pha. Cái gì vậy? Cái gì mà đứng giữa chợ mà la bài hải vậy? Không có đâu, ngoài chợ Châu Pha xa lắm. Chị phải kêu nó về giùm em. Chứ chị chỉ bán hoa giùm thôi. Chứ hôm nay chị đi ra chương trình đổi đời. À quên, sực nhớ. Tại sao tự nhiên mình tới đây mình đứng mình bán hoa rồi mình hát cái bài này chi vậy chị? Em lo em hát không à. Chị hát mình cái này đi cơ hội đổi đời. Dạ. Mình đi đổi đời cho người dân nghèo. À. Bây giờ mình ra ngoài đó mình coi coi bà con tới đông chưa? Đúng. Bây giờ mình đi bên nào? Bên nào? Bên nào trước? Đứa đứng bên đi. Ờ vậy đi. Đại nghĩa với chương trình Cơ hội đổi đời. Sáng nay bà con có vui không? Thưa bà con cô bác, chương trình Cơ hội đổi đời của chúng ta sẽ phát sóng hàng tuần không biết mấy giờ chị Hương ha. 20:30 thứ ba hàng tuần trên HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty truyền thông Bi thực hiện. Và cảm ơn nhãn hàng Tôn Giác Công nghệ Inox, thương hiệu đến từ tập đoàn Bluecorp 100 năm từ Úc đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình này. Và thưa bà con, ở mỗi một số phát sóng chúng ta sẽ giúp cho một gia đình có cơ hội đổi đời. Và trước khi chúng ta gặp gỡ gia đình khó khăn đó thì chúng ta sẽ mời bà con cô bác theo dõi hành trình đi tìm cơ hội đổi đời của người dẫn đường. Mời quý vị. Giỏi. Xin chào mọi người, tôi tên là Bảo Trâm, tôi đến từ nhãn hàng Tôn Sắc. Hôm nay tôi rất vinh dự là người dẫn đường cho chương trình Cơ hội đổi đời để giới thiệu tới mọi người những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Và bây giờ chúng ta bắt đầu lên đường nhé. Xin chào chị Liên. Em tên là Trâm. Em đại diện cho chương trình Cơ hội đổi đời á. Hôm nay em ghé thăm nhà chị á. Cho em hỏi đây con trai chị hả? Dạ, đây là con trai. Dạ. Bao nhiêu tuổi rồi chị? Dạ, 18 tuổi rồi. Nó bị bệnh tâm thần. Mà no cho con, hai mẹ con cùng bệnh tật ốm đau. Tôi bị tiên là 10 năm rồi. Một tháng như vậy, hai ngày rưỡi thì thuốc. Hiện nay tôi ra làm công ty nhà da ở Xuân Lộc. Thời gian rảnh thì tôi lượm thêm da chai công ty. Hai năm ngày là bán hai lạch nhà để kiếm thêm. Sức khỏe của tôi, cuộc sống rất là khó khăn. Bây giờ nhà ấy thì cái mái tôn nó mục nát hết rồi, mà ốm đau bệnh tật liên tục. Thật tôi nhìn thấy hoàn cảnh của cháu này rất là thương. Sức khỏe thì không có, giá thì làm như mình hơn. Sức khỏe không tốt như là thế á. Con tôi nhớ cái nhà nó bị bệnh, nhưng mà thấy lúc nào nó cũng ở bên cạnh tôi, thì thấy là nó hạnh phúc. This
reset tập hợp tổng lực tấn công. À. Yeah. Mục tiêu tiếp theo. Reset bành mấy nhà cho ta. À, cái này như inox hay sao ấy? Tonzax công nghệ inox với 4 lớp bảo vệ chống reset như inox. Tonzax công nghệ inox khuất phục reset. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Xin được mời chị Liên và bé Khánh xuất hiện trên sân khấu. Chị trong cuộc đời này là chị muốn cái gì? Ước mơ là để ông số tiền vốn để trở lại căn nhà cho cháu sau này để cháu có chỗ ở. Sửa lại căn nhà. Chúng ta cứ hãy nghĩ một người phụ nữ như chị Liên vốn dĩ đã mang bệnh nặng trong người. Vì vậy nếu như mà không có những cái mạnh thường quân gần xa giúp đỡ, và đặc biệt ngày hôm nay chương trình chúng ta cũng có duyên để gặp gỡ với gia đình của chị, thì để giúp cho chị, trao cho chị một cơ hội để đổi đời như chị mong muốn, chị chỉ cần có một số vốn và để cất lại căn nhà để dành lại cho con sau này. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy chào đón ba khách mời đặc biệt của ngày hôm nay quý vị nha. Một tràng vỗ tay thật to để chào đón diễn viên Anh Đức. Ca sĩ Hoàng Bách. Và vận động viên cầu thủ Văn Thành. Thôi hôm nay là ngon nha chị, ngon nha. Em qua đây đứng đi. Sao vậy chị? Sao đứng vậy? Đứng đất lâu quá. Chị Hương chứ ngộ lắm quý vị. Cứ thấy cầu thủ đẹp trai vô đây là chỉ dành đứng kế bên hà. Nhưng mà hôm nay là ba chàng trai này là có cái nhiệm vụ rất là quan trọng. Tụi em phải làm thật nhanh như thế nào mà để tiền ở đây. Số tiền đầu tiên nhảy lên là 30 triệu. Sau đó có dạy rớt. Tụi em phải làm thật là lẹ để đừng có rớt tiền của họ nhiều, để mình đem về số tiền nhiều hơn cho gia đình. Bà con ơi, dạ tụi em hôm nay xuống đây là chân ướt chân ráo. Lát bà con giúp đỡ hết mình nha. Bây giờ là bác chỉ biết là cảm ơn bà con đã đến đây và chúc bà con mình nhiều sức khỏe. Đây rất vui khi mà có bà con ở đây cổ vũ cho tụi con. Hy vọng là mọi người sẽ cố gắng hỗ trợ vượt qua thử thách để dành những phần quà giá trị nhất dành cho cô và bé. Dạ, cảm ơn mọi người. Ba anh em đặt tay vô mình gian cái lấy thứ bằng. Đặt tay vô. 1, 2, 3, yeah! Mỗi tập, chương trình sẽ mang đến cơ hội đổi đời cho một nhân vật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thông qua biệt đội hy vọng gồm ba khách mời nổi tiếng, ca sĩ, diễn viên và vận động viên. Họ phải hoàn thành thử thách nhanh nhất để có số tiền nhiều nhất. Mỗi tập sẽ có 4 thử thách, gồm 3 thử thách cá nhân với số tiền 30 triệu đồng sẽ rơi dần và 1 thử thách nhóm với số tiền 60 triệu đồng sẽ vơi dần. Thời gian càng trôi, số tiền càng giảm. Khi vượt qua thử thách sẽ nhận 4 mã số. Số tiền được nhận sẽ là số tiền hiển thị sau khi nhập đúng mã số ATM. Thử thách đầu tiên chúng tôi sẽ dành cho ca sĩ Hoàng Bách. Không biết rằng Bách đã thay đồ xong chưa? Mời em quay trở lại sân khấu. Wow, năng động nha, đẹp trai, khỏe khoắn nha. Dạ, bây giờ chúng ta hãy coi thử thách đầu tiên là gì, bởi vì bản thân anh cũng chưa biết là gì luôn Bách. Dạ. Chị Liên, bây giờ ở trên cái bảng này chị thấy có cái nút cái chữ thử thách không? Bây giờ chị sẽ bấm vào đó để xem coi thử thách mà chương trình dành cho Hoàng Bách là gì. Thử thách 1, người chơi tìm đường đến 4 địa điểm sau: nhà may Việt Duyên, tiệm tạp hóa Mimi, nhà chú Phong đang lát, tức là đang cái giỏ đó, và quán cà phê xưa và nay, để hoàn thành 4 nhiệm vụ có liên quan đến âm nhạc. Đồng ý thực hiện không? Đồng ý thực hiện. 3, 2, 1, bấm nút. Bắt đầu. Dạ, thưa bà con cô bác, ở đây là số tiền của chúng ta đang nhảy. Tức là mỗi một phút trôi qua thì số tiền nó sẽ càng giảm dần đi. Nhiều nhất là 30 triệu đúng không ạ? Dạ chú ạ. Alo dạ. Bác ơi. Dạ.
đoán tên một bài hát bằng cách xem người dân địa phương vẽ bằng hình ảnh minh họa. Người ra đề sẽ vẽ cho đến khi người chơi đoán được tên bài hát thì mới nhận được mã số đầu tiên để đến trạm thứ hai. Chú đang vẽ cái gì á? À, rồi. Đây là đang có một cái ông mặt trời. Ông mặt trời. Rồi, ông mặt trời. À, cái... hình như là một ngọn núi đó bác ơi. Đó là một ngọn núi, núi đó. Núi là... hay là... đó là một ngọn núi. Rồi, bây giờ đoán đại bài em hay hát nha, Vệt Nắng Cuối Trời được không? Vệt Nắng Cuối Trời. Bài em hay hát á, bây giờ nói đại thôi không biết sao. Chính xác, bác ơi, chính xác em ơi. Yeah. Vỗ tay bà con ơi. Ta mãi tận cuối trời, lấp lánh cùng dòng mưa rơi. Từ cái thứ đất đầu tiên tại nhà may Việt Duyên, đó là bài hát Vệt Nắng Cuối Trời. Em mã số 2. Chị bấm số 2 giùm em. Rồi đúng rồi chị. Tiếp theo, Hoàng Bách sẽ đến với tiệm tạp hóa Mimi. Chị biết đúng không chị? Rồi có chị này, chị chạy nhanh hơn em. Đây, thấy rồi. Hello anh trai. Bác ơi bác. Dạ. Bây giờ em nghe nhiệm vụ nha. Đoán tên bài hát bằng cách nghe người khác đọc ngược một đoạn lời trong một bài hát bí ẩn. Người ra đề sẽ đọc lại nhiều lần cho đến khi người chơi đoán được tên bài hát thì sẽ được nhận mã số 2. Rồi, ok. Đời chào khóc tiễn khách con này, trời ngập danh chào vui mềm nói đã mẹ ngày. Từng câu thôi. Đời chào khóc tiễn khách con này. Đời chào. Dạ bà con cô bác ơi, cổ vũ giùm cho Hoàng Bách đi bà con. Con đọc lại câu thứ hai nè. Trời ngập dân chào vui niềm nói đã mẹ ngày. Rồi tiếp câu thứ ba. Dành đã cha của hương yêu bằng. À, bài nơi ấy còn tìm về. Chính xác. Trời ngập dâng chào vui niềm nói đã mẹ ngày đúng không? Mã số 2 là mã số 8. Chị bấm giùm em số 8. Bắt ơi, bây giờ mình đi tiếp đi. Dạ, thấy bà con đang nhiệt tình chỉ đường ghê không? Rất là dễ thương luôn á. Trời ơi, bốn người luôn. Hai người lớn dắt hai đứa nhỏ chạy đi chỉ đường cho Hoàng Bách. Dạ. Đang hỏi đường, Hoàng Bách đang hỏi đường. Anh đáp gì đó. Chạy theo chị luôn. Hoàng Bách đó là thường ngày là có tập thể thao, có đá banh đúng quý vị cho nên mới có sức khỏe vậy đó. Đây rồi, đây rồi. Anh chào chú. Anh ơi, em tới nơi rồi, bây giờ thử thách gì đây? Thử thách là đoán tên một bài hát bằng cách nghe người khác hát lại bài hát đó. Có bây giờ là 19 triệu đồng. Ừ.
không có tâm, chưa nghe được bài hát nữa, chết rồi trời ơi. Chưa nghe ra được tên bài hát. Hơn cả yêu, hơn cả yêu. Hơn cả yêu đúng chú. Hơn cả yêu đúng không? Số 7, bấm. Đúng rồi, số 7. Bây giờ đi tìm cà phê xưa và nay. Ai biết cà phê xưa và nay nào? Trên này, ở dưới kia. Rồi, ok. Chạy theo chúng nha. Tiếp theo, Hoàng Bách sẽ đến cà phê xưa và nay. Rồi, đang chạy qua rồi. Cà phê xưa và nay đúng không? Có hai bé đang dẫn đường cho chú Hoàng Bách. Trời ơi, đứa nhỏ nó chạy nhiệt tình, nó bỏ xa ông Bách luôn. Ông Hoàng Bách, ông tập thể dục, tập cái banh chi mỗi ngày mà giờ chạy không lại hai đứa con nít. Ông Hoàng sao, ông Hoàng sao không? Đâu, chỗ nào? Bên tay nào? Bà con dễ thương quá à. Hai thằng bé đang chạy rất là sung để dẫn đường cho chú Bách kìa. Số tiền chúng ta đang có là 9.280.000. Bách ơi, đoán tên một bài hát bằng cách xem một người dân sẽ nhảy lại động tác của bài hát đó. Người ra đề sẽ nhảy lại nhiều lần cho đến khi người chơi đoán được tên bài hát. Dạ. Chuẩn bị nhảy và Hoàng Bách sẽ đoán. Bà con coi luôn nha, để đoán giùm nha, có gì mình nhắc. Anh thật sự ngu ngốc hả? Em không sai. Chúng ta sai. Đó, đúng rồi. Cầm coi. Ủa, em cầm coi. Trời ơi, tôi đập bể cái đầu tôi luôn vậy đó. Và mật mã, mã số là số 9. Rồi, bây giờ có 2879 là theo số thứ tự. Bấm số 9 chị ơi. Bấm số 9 liền. Rồi, bấm xác nhận. Số tiền của chúng ta hiện có là 6.594.910.000 đồng. Em không hài lòng tí nào hết á. Không hài lòng hả? Em dở quá. Tại sao vậy? Đoán dở quá hả? Em đoán dở quá. Bách cảm giác Bách giống như cái bài trong cái bài cuối cùng là anh thật sự ngu ngốc không? Không nhận mình ngu ngốc thật. Thế mà vậy mình không đoán ra, hơi khó chịu với bản thân một tí. Bơ em đã cố gắng lắm luôn rồi, anh thấy không đơn giản một chút nào hết, phải không Bách? Nói chung là thất vọng do áp lực của em. Áp lực thật sự áp lực, nhưng mà em cũng đã làm rất là ngọt ngào rồi. Dạ. Đó là sự nỗ lực của Hoàng Bách. Vỗ tay cho Hoàng Bách một lần nữa thưa quý vị. Cảm ơn Bách rất nhiều. Cảm ơn bà con, nhưng mà nói chung là
xin lỗi chị, em xin lỗi chị, em cố gắng hết sức rồi nhưng mà em dở quá, thực sự. Không sao bác ơi. Rồi cảm ơn em, bây giờ em mời em vào trong có thể nghỉ ngơi. À, cảm ơn bà con ủng hộ ạ. Dạ thưa bà con cô bác, đó mới là khách mời đầu tiên thôi. Khách mời thứ hai của chúng ta cũng sẽ như thế, trải qua thử thách để mà mang lại một số tiền cho gia đình của chị Liên. Thử thách thứ hai, xin mời cầu thủ Vũ Văn Thanh. Dạ thưa quý vị, đây tuyển thủ quốc gia của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam Vũ Văn Thanh. Mời chị Liên bấm nút thử thách. Thử thách dành cho Văn Thanh là người chơi tìm đường đến sân thể thao xã Châu Pha để hoàn thành nhiệm vụ trổ tài như một siêu sao bóng đá. Trên đường đi, anh sẽ gọi điện cho em và đây anh giao cho em cái điện thoại này. Hãy giữ lấy và chú ý lắng nghe thử thách ở đó là gì. Được chưa? Trái! Đâu? Chỗ nào? Chỗ nào? Bà con, bây giờ thì mình thấy rằng có một cái lực lượng cổ động viên nhanh. Các bé học sinh rất nhiệt tình chạy theo để mà hướng dẫn cho Văn Thanh tìm đến sân thể thao. Bây giờ mọi người mới thấy rằng cái sức lực của một cầu thủ nó đóng góp cái phần quan trọng như thế nào trong cái chương trình này. Phải là một người tập luyện thể thao hàng ngày, hàng giờ, tập luyện thường xuyên mới có đủ sức bền, sức khỏe. Nhiệt ra, cố lên! Nhiệt ra, cố lên! Nhiệt ra, cố lên! Trời ơi, bây giờ tôi chạy còn hơn vận động viên nữa trời! Người chơi giữ bóng đi zigzag qua các cột ở phía trước, sau đó sút bóng vào 5 bánh xe phía trước. Bắt đầu! Bình tĩnh, không có chuyện gì căng thẳng hết đó baby. Trời ơi, sắp mất rồi. Bình tĩnh giống như hồi nãy. Giang Thành cố lên, Giang Thành cố lên. Cố lên. Cố lên, Thành ơi, cố lên. Sắp
thành rồi, sắp thành rồi. Cố lên Thành ơi, dẹt hủ tiếu Thành ơi. Cố lên, cố lên. Anh ơi, cố lên dẹt hủ tiếu anh ơi. Đá mà xuyên qua được cái bánh xe đó không phải dễ đâu. Xác nhận. Số tiền của chúng ta là 16.498.211 đồng. Chúng ta sẽ đón người hùng của chúng ta quay trở lại Văn Thành. Hay quá em ơi. Cảm ơn Thanh rất nhiều. Bây giờ Thanh có thể vào trong nghỉ ngơi để chuẩn bị cho thử thách cuối cùng nha. Một tràng vỗ tay nữa dành cho Văn Thanh. Và trước khi đến với phần thử thách dành cho khách mời thứ ba, đó là nghệ sĩ Anh Đức, thì chúng ta hãy nghỉ giây lao ít phút quý vị nha. Quay trở lại với chương trình Cơ hội đổi đời. Chúng ta cùng gặp gỡ với diễn viên Anh Đức. Em, nãy giờ em xem hai người bạn của mình vượt qua thử thách đó, em thấy thế nào? Thấy mình đang rất là lo lắng, không biết là mình có đuổi kịp với lại hai người bạn cùng chơi của em ngày hôm nay hay không. Nhưng mà em sẽ cố gắng hết sức. Mời chị Liên bấm nút chọn thử thách. Người chơi tìm đường đến tiệm bánh kem Thùy Linh để thực hiện nhiệm vụ của chương trình. Làm bánh, làm bánh. Anh sẽ đưa cho em chiếc điện thoại của chương trình. Dạ. Giữ liên lạc với anh sẽ chỉ đường cho em. Rồi đến nơi anh sẽ gọi để báo cho em biết cái nhiệm vụ của em cần phải làm là gì. 3, 2, 1, xác nhận. Chạy. Ở đâu, bên này đúng không? Tiệm bánh Thùy Linh ở đâu? Bà con ở đây nếu như ai biết đường thì chỉ giùm cho anh Đức, để anh Đức đến đó thật nhanh nha. Mọi người ơi, chúng ta thấy rằng là cũng có các bạn nhỏ đang chạy theo mà chỉ đường cho anh Đức. Cũng là các bạn học sinh rất dễ thương của Châu Pha. Bên kem Thùy Linh. Đây, chị đây, chị đón em đây, vô đây. Rồi. Có khéo tay không, Có. Vô ngồi. Rồi, bây giờ nghe chị nè, mở loa lên để coi làm như thế nào. Alo, bây giờ nhiệm vụ nghe này nha. Người chơi là có sẵn nguyên liệu, dụng cụ, hãy trang trí bánh kem thật nhanh và thật đẹp. Số tiền của chúng ta đang có bây giờ là 27.900.000. Đây em ơi, trang trí giống cái mẫu này. Rồi. Em là thiết kế theo cái kiểu của em nha chị. Chứ em trời, em làm giống chị thì mất thời gian lắm. Đúng rồi. Dạ ơi. Đúng rồi. Đó, đẹp quá. Cái này màu trắng. Bình tĩnh.
Số tiền của chúng ta đang có bây giờ là 26.900.000 đồng. Lẹ lẹ tay lên. Bây giờ em quen rồi, em làm gì nè, nó lẹ. Sắp thành rồi Đức, sắp thành rồi. Sát vô chân bánh. Cái mỏ nhọn quắc luôn quý vị ơi. Tập trung mỏ nhọn quắc luôn rồi. Em xe người tới vô rồi. Em xe, đúng rồi, xe qua đây nè. Xe qua đây. Đó, đúng rồi, đúng rồi. Rồi, cứ đưa cái. Đó, rồi, ok. Bây giờ thì anh Đức vẫn đang tiếp tục trang trí cái bánh. Mình thấy là bên trên đó như có bông, có hoa gì rồi kìa. Dạ, bông em đẹp lắm nè quý vị. Nhanh lên Đức ơi, chúng ta đang có 24.400.000 Đức ơi. Trời ơi, không rung chút xéo xíu nào luôn. Xuất sắc Hương ơi. Bông nữa là đủ rồi, bông nữa đủ rồi. Nãy giờ thưa bà con thấy chị Liên rất là hồi hộp, rất là căng thẳng. Chị lau mồ hôi suốt luôn. Không phải chỉ là vì nóng đâu quý vị, mà là vì hồi hộp, có phải vậy không chị? Dạ. Hồi hộp lắm, phải mất đi số tiền. Dạ, dạ. Hiện nay số tiền mình đang có là 23.400.000 đó chị. Chị ơi, xong rồi chị ơi. Yeah, được nhập cái bông rồi. Sau khi mà trang trí sơ sơ bánh kem rồi, em sẽ viết lên bánh kem một cái tên mà mình yêu thích. Dạ, em viết tên Liên rồi, em hoàn thành rồi. Cuối cùng người chơi tìm cho được người có tên trùng với tên đã được ghi trên bánh kem và tặng chiếc bánh kem cho người đó thì sẽ hoàn thành thử thách. Ở đây có ai tên Liên không ạ? Em có giấy chứng minh nhân dân không? Giấy chứng minh nhân dân của em đâu? Chạy mấy giấy chứng minh nhân dân cho chị đi. Không có bánh nhân dân, không có chứng minh nhân dân giờ làm sao được. Bây giờ chị nào có tên Liên không? Đức ơi, em năn nỉ đi Đức. Phải có giấy chứng minh nhân dân. Ở đây có ai tên Liên không ạ? Ai tên Liên không? Vòng vòng đây có ai tên Liên không? Quý vị ơi, quý vị nhận cái bánh này là tụi em sẽ có cơ hội đổi đời cho người khác. Chị ơi, chị tên Liên không? Có ai tên Liên không? Em tặng cái bánh. Trời ơi, đây có ai tên Liên không? Bánh này. Phải nhận dạ, em cần tìm thân nhân tên Liên. Bé ơi, chạy đi Đức ơi, chạy đi tìm người tên Liên, nhanh lên. Chị ơi, nhà bà con mình đây có tên Liên không? Có tên Liên của em nhận tặng bánh cho chị. Có tên Liên không ạ? Chị ơi, chị có phải tên Liên không? Trong nhà có ai tên Liên không vậy? 17.400.000 và nó đang vơi dần bà con ơi. Trong khi đó thì anh Đức vẫn chưa tìm được người nào tên là Liên để có thể gửi tặng quả bánh. Mọi người thấy chị ơi, 13 triệu, hơn 13 triệu đồng. Xuống đây chúc mừng với con mình nè. Anh Đức đã quay trở về cùng với chị Liên. Mời chị Liên lên sân khấu luôn. Trời ơi, có con gái dễ thương quá. Rồi, mời hai mẹ con lên đây luôn. Tuyệt vời luôn quý vị ơi. Trời ơi, cho tôi hỏi thăm một chút xíu. Chị Liên ơi, chị tên là cái gì Liên? Em là Nguyễn Thị Liên. Nguyễn Thị Liên, à, Nguyễn Thị Liên ở gần ngay đây luôn hay sao Liên? Dạ, em ở gần đây mà đang cho con bú ấy nhỉ. Đang cho con bú ấy nhỉ. Tội nghiệp, trời ơi, đứa nhỏ. Nó bị dính sữa mẹ hay cái gì vậy? Dính bánh kem. Đang gọi bé 6 tháng nữa. À, đang cho bé 6 tháng bú. Dính bánh kem. Dính bánh kem. Nghe một cái là bỏ con qua một bên, dứt ra là phóng đi chạy giúp em người còn liền. Em cầu thang xuống còn bị té ngã nữa. Trời ơi, bị té ngã nữa, thương quá. Tội nghiệp quá, thương quá. Vỗ tay mọi người ơi.
Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Bây giờ thì mời Đức có thể vào trong nghỉ ngơi để chuẩn bị cho thử thách cuối cùng nha. Dạ thưa bà con cô bác, như vậy là chúng ta đã cùng với ba khách mời vượt qua ba thử thách đơn, nhưng vẫn còn một thử thách cuối cùng là thử thách nhóm. Trước khi đến với thử thách thứ tư, mời bà con hãy nghỉ giây lao ít phút. Xin chào tất cả bà con cô bác, chúng ta đã quay trở lại với chương trình Cơ hội đổi đời. Trong buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta sẽ theo dõi hành trình của ba khách mời khi vượt qua những thử thách đơn, thử thách cuối cùng, thử thách quan trọng nhất và cũng là thử thách có thể mang lại số tiền 60 triệu đồng cho gia đình của chị Liên. Đây là thử thách nhóm, thử thách dành chung cho cả ba khách mời. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy một lần nữa gặp gỡ lại ba khách mời của ngày hôm nay: diễn viên Anh Đức, ca sĩ Hoàng Bách và tuyển thủ Vũ Văn Thanh. Bây giờ tinh thần của mọi người như thế nào, đã sẵn sàng để bước vào cái thử thách cuối cùng này hay chưa? Sẵn sàng. Mong rằng các bạn sẽ giữ được sức khỏe của mình, tinh thần, quyết tâm để mà vượt qua được thử thách của chúng tôi. Một tràng pháo tay thật to nữa dành cho ba khách mời. Mời chị. Thử thách: cả ba người chơi tìm đường đến trường trung học cơ sở Trương Công Định, thực hiện hai nhiệm vụ kép tam sao thất bản và tìm cặp hình giống nhau. Anh sẽ giao chiếc điện thoại này cho Đức giữ nè. Chúng ta sẽ bấm nút xác nhận. Sau khi chiếc nút bấm này được nhấn thì ba anh em nhanh chóng rời khỏi hiện trường để đến với trường Trương Công Định nha. 3, 2, 1, bấm nút. Ai biết. Bây giờ số tiền của chúng ta đang có là 59.760.000. Bên nào đường? Bên phải đường. Bên nào, bên này đúng không? Trường Trương Công Định ở đâu vậy chú? Bây giờ chúng ta thấy rằng là các chàng trai của chúng ta đang tranh thủ chạy rất nhanh. Đây. Chúng ta thấy đang tạm dẫn đầu là cầu thủ Văn Thanh, tiếp theo là Hoàng Bách và cuối cùng là Anh Đơn. Lại các bạn ơi, nghe anh Nghĩa chỉ đi, nghe anh Nghĩa chỉ. Nhiệm vụ đầu tiên mang tên là tam sao thất bản, tức là vẽ lại nội dung của ba bức tranh theo mẫu có sẵn bằng cách để tờ giấy trên lưng nhau. Người phía trước vẽ lại làm sao cho giống người ở phía sau. Các bạn thật là bình tĩnh, nếu không là các bạn sẽ sai. Từng nét một nha các bạn, ráng nha. Vẽ đi cưng. Ủa sao có cảm giác gì vậy ta? Anh Bách có vẽ chưa? Anh Bách vẽ rồi. Đồ lại đi Thanh. Trời, tôi biết gì tôi chết liền luôn á. Bây giờ số tiền của chúng ta đang có là 52.500.000 đồng. Rồi, nét nào Thanh vẽ lại nét đó liền đi Thanh. Nét 2 đi. Rồi. Ok. Yeah. Rồi. Cái đuôi này. Tiếp. Được chưa? Rồi. Rồi sao nữa? À! Con cá. Yeah, được một cá rồi. Vỗ tay. Quá tuyệt vời. Hình một con cá. Cảm ơn chị Hương. Bách nhìn. Rồi. Đầy đủ chi tiết nha. Ok. Có ba thứ nè. Rồi, mạnh lên nha, cứ ấn mạnh đi Thanh ơi, ấn lại cái nét đó, đồ lại cái nét thứ hai lần nữa đi. Hết chưa? Còn không? Đức đúng rồi, Đức đoán đi. Cái ngôi nhà có ông mặt trời. Yeah, còn gì nữa? Cái cây. Yeah, đúng rồi. Còn hình nữa, lẹ, vô đúng đi. Vẽ mạnh lên nha Thanh, cứ vẽ mạnh nha, từng nét nha. Như vậy là đã hai bức tranh rồi, bà con ơi, hai bức tranh rồi. Còn một bức tranh nữa thôi. Số tiền chúng ta đang có bây giờ là 45.200.000 đồng nha quý vị. Lại lần nữa. Mạnh lên.
khoáng. Em thấy em đang suy nghĩ. Suy nghĩ gì? Em thấy mà nắng quá vậy nhỏ quá. Nắng quá. Không biết đúng không nha. Cái bông hoa đúng không? Hoa gì? Hoa gì nắng quá vậy? Hoa từ từ. Trời nắng quá rồi em. Hoa hướng dương. Yeah! Nhiệm vụ thứ hai dành cho ba khách mời. Cả ba người chơi sẽ cùng hợp lực tìm kiếm 15 cặp hình giống nhau trong 48 hình đang được bố trí trên sân. Yêu cầu trong khi một người tìm kiếm hình giống nhau thì hai người còn lại phải đứng vào chậu nước đá. Nếu không đủ hai người thì người tìm kiếm hình phải dừng lại. Còn nếu mà lạnh quá thì đổi người. Rồi nắm rồi. Rồi hai đứa nhịn nhau. Gán nhớ. Em mở một cái được. May quá, anh em mình đang cần cơm đá. Em nhớ một cái thôi. Em nhớ một cái rồi em chạy một người. Không chịu nổi cái nhiệt độ lạnh trong cái hồ đá này đã bước ra ngoài rồi. Hai đứa nắm tay nhau gán lên. Đúng chưa? Đi cỏ vũ bà con ơi. Lật một tấm đi em, được lật một tấm mà lật nó luôn cưng. Rồi gán kiếm đi cái tấm đâu nãy chứ, cái nhân viên ở đâu này. Thiện ơi. Ấp cái kia lại, ấp cái kia lại. Cái nào em nhớ. Đứng rồi, cố lên em ơi. Đứng rồi, cố lên em ơi, cố lên. Đó. Đâu đây nè. Một cặp chạy tới kia. Trời ơi, quý vị ơi. Dương ơi, Dương ơi. Bây giờ số tiền mình đang có là 32.100.000 nha Dương. Rồi, bắt đầu nè. Bắt đầu em. Ráng lên vào vị trí. Ráng lên em ơi, ráng lên em ơi. Rất là khó nha quý vị. Bởi vì cái nhiệt độ bên ngoài trời rất là nóng. Mà cái thao nước đá thì cái nhiệt độ nó quá lạnh. Nóng lạnh nó tương phản như vậy. Nó sẽ làm cho các mờ chúng ta rất là mệt đó. Nữa rồi quý vị ơi, 4 cặp. Kéo lên hai đứa. Rồi mở một cái lên đi, rồi chạy đi. Mở cho mọi người coi với. Được 5 cặp rồi quý vị, 1/3 chặng đường rồi bà con ơi. Có đổi người không, đổi người không? Bà con ở tại hiện trường cái đó đang hỗ trợ cho Hoàng Bách rất là nhiều.
Đức đã chịu không nổi và đã bước ra ngoài rồi. Thôi thương quá quý vị ơi, thương quá. Rồi vô. Đó, cái đó. Nha. Ok. Một ha. Em mở cho khán giả thấy. Thôi luôn rồi, anh em ơi, cố gắng lên anh em ơi. Đây nè. Chị Liên, chúng ta lên đây nhìn, nhìn lên cái bảng này nha, để xem coi tổng số tiền mình có sau 4 thử thách là bao nhiêu nha. 55.841.105 đồng. Chị Liên ơi, chị Liên quá tuyệt vời. Truyền tay nhau và gọi đến chị Liên. Số tiền 55.841.105 đồng. Để dắt con trai lên đây luôn nè. Con trai ơi, Khánh ơi, lên đây với chú Nghĩa nè. Rồi, hai mẹ con ôm nhau nè. Đó. Cảm ơn cả ba nghệ sĩ của chúng ta ngày nay, quá tuyệt vời luôn quý vị ơi. Một tràng pháo tay nữa thật to dành cho ba nghệ sĩ của chúng ta, ba khách mời đặc biệt. Dạ thưa bà con, ngoài cái niềm vui mà ngày hôm nay gia đình chị Liên nhận được thì bà con nơi mà gia đình chị Liên đang sinh sống là ở Xuân Lộc, Đồng Nai sẽ nhận được niềm vui nữa, đó là tôn giác công nghệ inox sẽ tài trợ nhiều nhất là 4 mái tôn giác cho 4 gia đình khó khăn tại địa phương, và thấp nhất sẽ là 1 mái. Và với 4 lượt quay này, chúng ta sẽ chọn ra cái lượt quay nào mà cái số lượng quà tặng nó nhiều nhất để làm phần quà dành tặng cho bà con ngay tại địa phương Xuân Lộc, Đồng Nai từ tôn giác công nghệ inox. Em mời chị Liên bắt đầu quay nha. Dạ, quay nhẹ thôi cũng được. Dạ, chỉ quay nặng tay. Nếu quay được 4 máy là ngưng luôn, khỏi quay nữa. 4 rồi. 1 máy. Lượt thứ 2. Mời Khánh. Đây là lượt thứ 2. 4 không? 4 không? 4 rồi. 4 rồi. 4 rồi.
Mời chị Hoàng Bảo Trâm. Hay quá chương trình bây giờ à. Vì Liên với Khánh đi chơi về mà còn giúp cho bà con quê mình dạ, nữa. Dạ đúng rồi. Hay quá. Xin chào tất cả mọi người. Tôi tên là Hoàng Bảo Trâm. Tôi đến từ công ty Lộc Mỹ Khánh, là đại lý cấp 1 của Tôn Sắc. Hôm nay tôi rất vui mừng được trao phần quà cho chị Liên. Rất cảm ơn chương trình Cơ Hội Đổi Đời rất là nhiều để tạo cơ hội cho tất cả mọi người, hoặc là những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Và trong chương trình ngày hôm nay, cá nhân tôi đại diện cho công ty của tôi tặng thêm phần quà cho chị Liên á. Tặng gì chị? Lợp mái nhà cho chị Liên. Còn món quà thứ hai nữa ạ. Thêm nữa. Cá nhân tôi có thể là giúp đỡ chị Liên được phần nào á, thì có thể làm cố gắng hết mình. Có thể là lợp lại mái tôn. Thứ hai nữa, lót lại gạch. Trời đất ơi, sao tới cơm cơm nữa không chị? Dạ sơn luôn hả, sơn ngôi nhà. Cảm ơn chị Hoàng Bảo Trâm đã hỗ trợ cho chương trình cũng như là hỗ trợ riêng cho gia đình của chị Liên. Còn bây giờ thì chị Trâm sẽ trao cái phần quà là 4 máy tôn giác mà chị Liên sẽ là người nhận đại diện cho 4 hộ gia đình khó khăn ở Xuân Lộc, Đồng Nai. Rồi, rồi. Người cầm tắm đi, con trai cầm tắm. Đó, chị Liên cầm này. Đó, cho thấy nó có tiền, nó hoành tráng. Dạ, đúng rồi. Thấy hình ảnh lên nó hoành tráng liền. Và tiếp theo, chúng ta sẽ có những cái kỷ niệm chương, là những cái phần quà mà chương trình dành tặng cho ba khách mời đặc biệt ngày hôm nay. Dạ. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, đẹp quá. Cảm ơn chị Hoàng Bảo Trâm. Cảm ơn cả ba khách mời ngày hôm nay đã đến với chương trình Cơ Hội Đổi Đời. Và thưa tất cả quý vị khán giả, đến đây thì chương trình Cơ Hội Đổi Đời cũng xin được phép kết thúc. Xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể bà con xã Châu Ba, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Quý vị ơi, nhớ giờ phát sóng của chúng tôi 20:30 thứ ba hàng tuần trên HTV7, chương trình do đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty truyền thông Bi thực hiện. Xin cảm ơn nhà hàng Tôn Giác công nghệ inox, thương hiệu đến từ tập đoàn Bluecop 100 năm từ Úc, đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình này. Xin chào và hẹn gặp lại tuần sau. Tôi đến trao bà con một cơ hội đổi đời. Hôm nay tôi đến trao bà con một cơ hội tuyệt vời. Nào mình cùng gắng sức chơi, nào mình cùng đổ mồ hôi, vượt qua thử thách, vượt qua tất cả mọi ai cũng cười. Hôm nay tôi đến trao bà con một cơ hội đổi đời. Hôm nay tôi đến trao bà con một cơ hội tuyệt vời. Nào mình cùng gắng sức chơi, nào mình cùng đổ mồ hôi, vượt qua thử thách, thành công mang về cuộc đời thêm vui.